Oklahoma, Rogan, Alamos, Zocon, Alamos, Alamos, Zocon, Alamos, Zocon, Zocon, Oklahoma, Yuri, Zocon, Holmes, Alamos, Zocon, 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 Alamos, Holmes, Holmes. Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ hai ở trong kèo đấu chào mừng ngày 8 tháng 3 thôi. Đúng thật là hơi tù. Sau một cái đám cưới nhiều khả năng nó là một cái đám ma rồi. Bên phía đối bạn là có hai AC, một IA, một Vinoan. Và IA là của Meo Meo, thì các bạn có thể biết được độ phũ rồi. Còn đây là màn hình máy ở game thủ chim sẻ cầm hit đi. Rất may là trong cánh nhưng mà thế nhà là lưng chừng. No 1, anh lại rụng trong cánh. Buôn dân đi anh. Vâng, đến chịu anh thôi. Bài pan rồi, bây giờ còn buôn dân nữa. Phút 20 mà anh được tầm 25 thằng dân thôi thì đứng nữa đấy tôi anh luôn. Pan trong cánh. Có kẹp xăm không? Gunny. Lại Babylon. Không biết là trận này có kẹp xăm không nữa. Trận này mà kẹp xăm thì kẹp xăm ở đâu? Tôi nghĩ rằng chắc không kẹp đâu. Dũng con anh cầm Minoan rồi. Dũng con vẫn Minoan. Gunny vẫn là Babylon. Có No 1 cầm Pan thôi, lại đến với No 1 xem đi. Vâng, để xem anh buôn dân trận này như nào. Bầy yêu đầu 7 con. Có quả và có hiêu. Bài này là thế nhà. Tạm được. Không quá khung đâu, nhưng mà là tạm được. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem No 1 sẽ thể hiện trình độ như nào. Ôi bài cầm pan. Trận trước đã là một trận lỗi. Trận này anh phải sửa sai. Và có cơ hội cho anh sửa sai là tốt rồi. Tôi đến với chim sẻ đi. Bài Hitty này có khung không? Vâng, nhà rộng như cái sân bay. Và chắc tí nữa gặp Meo Meo. Meo Meo mà anh quần cánh này thì đúng là nhà chim sẻ phải nát hơn nhà chị rộng. Tôi thề luôn là như thế. Không có một cái hốc lát gì cả. Chỉ là một bài cầm Hitty thôi. Còn không có gì đặc biệt hơn. Gunny sao? Hiêu lùa về rất nhiều. Có quả phụ, có hiêu phụ. Thằng nhổn hôm nay không biết là nó có phải nhịn sữa nữa không. Hôm kia nó nhịn hơn một ngày rồi, ngày rưỡi. Tối qua mới được bú. Còn hôm nay thì No 1 mà cứ khả năng như này thì tôi nghĩ rằng thằng nhổn lại phải nhịn đến tầm 2 ngày nữa. Nhịn dần cho nó quen đi. 2-3 dân. Kích đòi. Đóng BS ăn vàng rồi. Một chiếc BS nhân đôi luôn. Dũng con thì sao? Trận này đầu cánh thì anh bảo anh đánh cung nữa thì tôi cũng chịu. Một bài nhà cũng như cái sân bay. Ba chém một cung trận này. Đang đi ốp lô. Vâng, doanh nhân Thành Đạt đánh lô xịt. Có nhiều đang ngạo hoàng rồi. Đúng là sau cái đám cưới nó là một cái đám ma. Quá tù tội. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đây rồi, rất may gặp được một bầy hiêu. Một bầy hiêu nằm trong khe rừng. Phi xong bầy hiêu này chắc chỉ ăn được tầm 3 con. Một bài kích đòi đầu 9 đến được game thủ dùng con. Cuối 9 đến được game thủ dùng con. Anh em đời rất khét. Chán hẳn. Vâng. Quân xấu hơn, bài còn nghiệt hơn nhiều. Meo Meo điểm số cao rồi. Vâng, tôi thích điều đó. Ôi giời, đóng lờ đồng ấy. Ôi ôi. Mà chém thì nhông xích mạnh quá.
Vâng lại. Úi rồi, có giò đây kìa. Vừa ăn được phiêu vừa phi bầy yêu đặt xong S đã rồi bạn, nó có giò. Giò đang chờ lên công giáp thôi. Không không chọc đâu, he không chọc đâu. Tí mà đầy đủ công giáp chọc thì không chạy được bốn cái nông dân đấy chứ. Rồi. Bắt đầu lại vào phấy rối quấy rối tình dục tí thôi. Rồi, đấy lại ra. Vâng, meo meo điểm số cao nhất bản đồ bây giờ ông nào đang bị chọc đây. À Hưng nhổn cái xem nào. Không thấy á. À không, đây 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 đây. Rất may cho chim sẻ. Là meo meo vẫn đang chỉ lởn vởn ở đây thôi. Meo meo đã lên đời xong. Vâng, đơn giản là vậy thôi. Sau cái đám cưới là một cái đám ma mà. Không biết là bao nhiêu voi nữa cơ. Tôi nhìn thấy la lá là 4 con. Nhìn thấy la lá là 4 con. Còn không biết là... À 5 con thì phải. 5 con. Thông báo với các bạn này, meo meo 5 voi. Đơn giản vậy thôi. Không có gì cả. Chim sẻ chắc bị hai con chém đầu nó chạy vào. Chim sẻ nào. Công cung tê. Vâng, thánh nâu 1. 21. Chạy giò cũng đang đâm vào nhà của game thủ meo meo. Con giò chỉ có công mà không có giáp. 2 AC trong cánh. Tha hồ đánh. Ô không. Ngựa giò meo meo đang ở đây chứ không phải nhà ở chim sẻ. Vậy một cái bê ken luôn cả cây gỗ và như vậy là bãi vàng lại oà. Đừng, nó đen thì nó vậy thôi. Ngựa đỏ nó khác. Không phải có cửa thắng mà không tận dụng được kiểu oằng. Biết ngay mà hai con chém của meo meo kiểu gì cũng chạy vào trong cánh mới đâu. Tôi cứ nghĩ nó chạy vào trong cánh nó băm vào nhà chim sẻ cơ, không phải. May cho chim sẻ là hai con chém nó chạy vào trong cánh nó băm nhà nâu 1. Gắn đi. Một bài chỉ có đánh thế thủ thôi. Đợi cung giờ AC đẩy ra thì mình chạy dân. Cái thế nó khó rồi. Dũng con chắc anh oảng thôi. Chia buồn với anh, chắc bây giờ anh tham 1x. Chúng ta cùng chờ đợi nào. 1x hay là bao nhiêu. Vẫn đang 25. He he đánh dạo này từ thiện đấy nhở. Dạo đánh rất có nhân văn. He đánh một cách rất nhân văn. Nhưng tôi nghĩ rằng Dũng con cần phải nâng bánh xe mà chạy thôi anh. Yêu ghi đẩy cung ra giờ ấy mà. Một bài kích đầy muộn mà Dũng con vẫn đang giữ được tham. Ngày nay Dũng con đang đánh rất khỏe. Trận đấu đầu tiên tôi cứ nghĩ anh cần phải khởi động nhưng không phải. Trận đấu đầu tiên anh cũng đã thi đấu hay lắm rồi. Nhưng mà không làm sao được loại lạc đà. Ôi dồi ôi. May quá. Chạy vào nhà của đồng đội mà lên cung Nga thôi. Chúng ta có thấy Dũng con đã chủ động như nào. Đã gom được 800 gỗ. Đã ôm được 400 thực của người. Để có thể chạy vào nhà đồng đội lên cung Nga đấy. Không cần đào vàng mà. Bài đánh không đào vàng đâu. Phiêu lắm. Nông dân meo meo đã chạy. Và bây giờ là gắn đi. Tham 28. Vẫn chưa có bánh xe. Nhưng không thấy cung giờ trong cánh đẩy ra. Không hiểu là bi bé bỏng cũng như là cái thủ Yuhi làm gì nữa. Mà các anh không đánh. Không đẩy quân đẩy kiếp gì cả. Thì phát triển và chắc là cũng đưa về đời 4 để đánh như sao ấy. Chim sẻ còn khỏe không. Chắc là meo meo đang vờn. Không, he he đang vờn. Vâng, Anton phải e đến từ cái thủ e. Có cả meo meo đang xuất hiện. Chim sẻ vẫn đang sóc bốn nhà rất đều. He he thì bây giờ là khỏe nguyên. He he là một bài mà nhiều ruộng. Và sau đấy là sóc trâu lạc đà thôi. Bây giờ thì chim sẻ thì có người là người đánh cung A hay nhất thế giới cũng chịu. À nhầm, đánh cung G hay nhất thế giới thì cũng phải chịu rồi. Làm sao mà đỡ được. Vâng, ông he thì ông ấy ốp nhà. Ông meo thì ông ấy chém vào ruộng. Đỡ kiểu gì. Nông dân của Dũng con chạy vào trong này cũng đang chết. Thánh nâu 1, 37. Ô tươi. Đỡ nhà cho chim sẻ để chim sẻ khỏe đâu. Đến với màn hình máy ở game thủ Gunny đi. Cung giờ bắt đầu đẩy ra rồi. Anh đỡ kiểu gì đây. Một số lượng cung giờ rất đông và nông dân là chưa có bánh xe. Và đường này dường như là đường tắc. BB từ đầu đến giờ tôi không thấy BB xuất hiện trên bản đồ. Ủa nó một bom đồ mà tôi cứ tưởng đội bạn gì sai. Dũng con tham 21. Một trận thi đấu mà Dũng con chỉ là lên đời thôi. Có tính chất lên đời thôi. Và không thi đấu. Chỉ số kin chắc bằng 0. Lên cung Nga ở nhà mình á. Tôi nghĩ anh cần lên nhà chim sẻ thì hay hơn. Vâng, Gunny đang đục một tơn vào nhà cái thủ Yuki. Nhưng có lẽ là anh cũng phải chạy ra luôn.
vẫn chưa kích bánh xe. Khó. Ô, anh ơi. Vâng, hôm nay anh vẫn chưa ngủ sao? Một tình huống nhắm mắt đến từ game thủ Gunny. Gunny đang nhắm mắt. Đang nâng cấp bánh xe, không dám đen BM nữa. Nhục đến thế là cùng. Bài là khổ, bài là xấu, quần nó đã xấu. Rồi đi dài đi. Đánh trận mới vậy. Dũng con một bài cầm minh oan cực xấu, không nên được đời, thiếu đồ ăn. Đúng là có cửa thắng mà không thắng. Thì sự nghiệt ngã của đế chế nó sẽ lên tiếng thôi. Ơ à? Ờ à, thế là BB Min One đánh cung Nga từ đầu đến giờ không ai động vào. Và không biết là kích 4 chưa. BB he he là người cầm AC và đánh chém. Bây giờ đánh cái gì nhỉ? Chim sẻ đấy. Tham lai là 63. Chim sẻ đánh cung với một bài lủng như này thật sự ạ. Để mà cho chim sẻ vào cái thế đánh cung, chim sẻ đánh thế nào cũng hay. Nhưng mà đồng đội của anh bài xấu quá. Dũng con một bài không có đủ đồ để có thể lên đời. Gunny lên đời xong thì gặp đúng nhà mèo mèo 5 voi. Mà đỡ sao. 2-0 rồi. Đúng là sau cái đám cưới đó là một cái đám ma.